trần tức là đi chân không á không có không có mang dài gì hết mà đứng ở trong một thùng nước đá được bao lâu các bạn suy nghĩ coi các bạn để hai cái chân trần của các bạn đó không có mang dớ không mang dài gì hết mà các bạn đứng ở trong cái thùng nước đá thì các bạn nghĩ là các bạn đứng được bao lâu đó không một chút là <laughs> à... tài nói là 10 phút đúng không <laughs> nhưng mà um người ta người ta ở đây người ta nói rằng à, có thể đứng chân trồng được bao lâu người ta khám phá ra rằng khi có một người đứng bên cạnh à, mà khích lệ thì họ có thể chịu đựng được gấp đôi hơn thời gian mà của cái người không có lời khích lệ ví dụ như người à, một người có thể đứng 10 phút nhưng mà nếu mà có một người đứng bên ngoài cổ vũ ráng lên đi bạn có thể làm thêm một chút xíu được mà thế người ta sẽ có thể gắn lên được và cái lời khích lệ đó làm cho người ta có thể đứng gấp đôi thời gian mà nếu không có một người đứng khích lệ. Thành ra cái sự khích lệ là điều hết sức là cần thiết. Có những người, à, không phải là không có những người mà đa số chúng ta thường thường là mình dở chịu đựng về xúc cảm chứ không phải là về thể xác nha các bạn xúc cảm của mình ấy, mình mình khó chịu được mình buồn cái là mình nản lòng hay là mình không tin nữa cái là mình không có muốn nghe gì nữa hết cái đó là cái sự xúc cảm hay là mình sợ và khi mình sợ rồi thì mình không còn thấy cái gì là sáng suốt gì nữa mình sợ là cái 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 sợ hãi nó quấn mình lên rồi mình cảm thấy à, cái cái đen tối nó xảy ra thì khi mà người ta bị cảm xúc cô nhắc lại nha kém chịu đựng về cảm xúc và cảm xúc nó sẽ kéo luôn cả thể xác của mình đó thành ra cái cảm xúc nó sẽ dẫn dắt cảm xúc của mình khi mình cảm thấy là tuyệt vọng là thuộc về cảm xúc rồi mình cảm thấy không còn hy vọng gì nữa là mình chỉ buông tay ra thôi còn nếu mình cố gắng à, những cái nhà bác sĩ à, người ta nghiên cứu người ta nói những cái người bệnh nhân á, mà có tinh thần lạc quan á, thì nó sẽ chống lành hơn những người bi quan à, rồi người ta lại khám phá gần đây nữa đó là những người có niềm tin á, thì lại mau lành hơn là những người không có niềm tin. Thành ra đó là một cái một cái một cái khám phá dựa trên thực tế mà các bác sĩ thì bây giờ người ta cho phép những mục sư những người linh mục những ông ông sư bất cứ ai có niềm tin gì đó thì được vào trong bệnh viện. Ta gọi là chaplain á là cái người chuyên môn chăm sóc của những người ở trong tù hay là trong bệnh viện để nâng đỡ tinh thần nâng đỡ xúc cảnh của người ta và khi người ta có niềm tin thì người ta chịu đựng cơn đau, người ta có hy vọng thì người ta sẽ vượt lên cái cái cơn bệnh của mình và chữa lành nhanh chóng hơn là cái người không có niềm tin. Các bạn thấy không? Thì cỡ lại đây cái sự xúc cảm nó cũng nằm thuộc về trong niềm tin. Không? mình tin cậy nơi chúa thì mình đang buồn mình tin cậy chúa là đến chữa lành tự nhiên cái mình có hy vọng thì mình sẽ có cái sức lạ lùng để mình vượt qua cơn đau của mình thì ở đây muốn nói là các bạn là người thấu hiểu những người mà mình đang chăm sóc đó thì ai cũng có cái sự kém chịu đựng về sự xúc cảm cho nên họ rất là cần cái lời khích lệ và cái chữ khích lệ đó các bạn thì ở trong kinh thánh có rất là nhiều không có dùng chữ khích lệ nhưng mà dùng chữ nâng đỡ thì đây cô muốn đọc cho các bạn nghe một số câu kinh thánh nói về sự nâng đỡ. À, nâng đỡ nên là mình khích lệ người ta đó thì làm cho mình nâng đỡ người ta lên, nâng người ta từ số 1, số 2 của của cái niềm tin, mình nâng người ta lên số 3, số 4, số 5 để người ta có hy vọng, thành ra cái sự cái sự nâng đỡ là quan trọng vô cùng cô đọc cho các bạn nghe một số Cái chuyện nâng đỡ là như thế nào à, Tôi nằm ngủ, tôi nằm xuống mà ngủ Tôi tỉnh thức vì Jehovah nâng đỡ tôi Trong thi thiên nội 3 câu 5 Và những trong những ngày gian trưng Kẻ thù địch xông vào tôi Nhưng Đức Jehovah nâng đỡ tôi đó Trong thi thiên 18-18 Rồi à, tiếp tục là Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm cái khiên cái khiên tức là cái gì để mà che chắn cho mình trước cái, cái 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 mũi tên của kẻ thù đó mình đưa cái khiên lên là nó nó cái cái mũi tên hay là cái gươm nó không có nó không có xuyên vào cái khiên được nên là chúa ban sự cứu rỗi làm cái khiên của mình sự cứu rỗi làm cái chỗ an toàn của mình và tai hữu chúa nâng đỡ con sự hiền từ của chúa làm cho con trở nên an toàn ở trong thi thiên đoạn 18 câu 35 Rồi thi thiên đoạn 20 câu 2 Là từ Siôn Tức là từ nơi thánh Chúa sai ơn giúp đỡ con Và từ Siôn Chúa nâng đỡ con si ôn là nơi mà Chúa ngự à, Mai mốt Chúa cũng xuống núi Siôn Các bạn biết rồi Chúa từ đó Chúa à, Thăng thiên thì cũng từ đó Chúa cũng sẽ trở lại à, Và đó là nguồn, nguồn trong cậy của mình Rồi xin Chúa cứu dân Chúa xin Chúa ban phước và xin hãy chăn nuôi, xin nâng đỡ dân Chúa đời đời, nâng đỡ rồi này vì cánh tay của kẻ ác sẽ bị gãy nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình. Người công bình đây là người có đặt lòng tin nơi Chúa nha các bạn. Tôi với các bạn được trước mặt Chúa, chúng ta là người công bình, không phải là công bình là vì mình không có làm gì sai mà công bình là người có đức tin nơi Chúa, giống như Chúa nói, Abraham có đức tin cho nên chúa kể ông là người công bình đó người công bình sống bởi đức tin các bạn thấy những câu kinh thánh cho chúng ta biết thì cô xác định một lần nữa để các bạn nghe mình là người công bình không ai giam à, cô với các bạn không ai mình dám nhận mình là người công bình hết nhưng mà chúng ta là người công bình trước mặt chúa trong định nghĩa của chúa khi chúng ta có đức tin phải không à, giống như Abraham vậy đó và người công bình thì sống bởi đức tin khi chúng ta sống bởi đức tin ngay lúc đó chúa kể chúng ta là người công bình ha thành chúa nói chúa nâng đỡ người công bình có nghĩa là chúa nâng đỡ người đặt lòng tin nơi chúa đó là các bạn thấy không thành ra đó là những câu kinh thánh để chúng ta thấy là cái lời khích lệ cái lời nâng đỡ vô cùng là quan trọng ảnh hưởng đến người khác rất nhiều đưa cho người ta một chút niềm hy vọng là đưa cho người ta sức sống ra những người ở dưới các bạn đó họ đang không có niềm tin họ đang không có À, sự trông cậy không có hy vọng thì các bạn là người đem lại sự nâng đỡ họ lời khích lệ cho họ quan trọng lắm các bạn các bạn được vào đây rồi an toàn rồi yên tâm đi cảm ơn chúa vì nếu mà các bạn đi vào một cái trung tâm của chỗ khác tức là cái nghĩa của nhà nước một số các bạn đã đi vào rồi đó kinh nghiệm chỗ đó là đi ra là là rồi cũng té lại thôi nhưng mà vào đây Chúa đã đem bạn vào đây thật là vì Chúa yêu bạn vô cùng các bạn thấy không hãy vào đây để mình có được một tương lai hy vọng bạn sẽ không bị ngã nữa đó những lời khích lệ như vậy sẽ giúp đỡ cho người ta rất là nhiều rồi câu thi thiên tiếp tục cô nãy giờ con đọc thi thiên không đó trong thi thiên là có mấy trăm câu về cái chữ nâng đỡ luôn Đức Sư Hô sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt. Trong khi người đau bệnh Chúa sẽ cải dọn cả giường cho người luôn. là Chúa chăm sóc mình, Chúa như người y tá vậy đó, chăm sóc bác sĩ, Chúa nâng đỡ mình ngay trên giường rũ liệt. Thì cái chữ trên giường rũ liệt đây không phải là bệnh về thể xác, mình bị sốt, một số các bạn hiện nay thì đang bị sốt phải không? Thì các bạn đang trên giường theo nghĩa đen nhưng mà cũng có cái chữ trên giường này có nghĩa là cái tình cảm của mình, cái tinh thần của mình, tâm linh của mình đang bị yếu đuối, đang bị bệnh trên giường rủ riệt mặc dù thể xác của mình không bệnh. Thì ngay khi mà dù là bệnh thể xác, bệnh tình cảm hay là bệnh tinh thần hay là bệnh trong tâm linh thì mình cũng là một người bệnh trên giường rủ liệt, rã rời. Thì Đức giê hô va hứa Ngài sẽ nâng đỡ, Ngài sẽ khích lệ những người đang bị bệnh trong tất cả mọi phương diện và trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cải giường của người. Thi Thiên đoạn 41 câu 3 rất là cảm động. Thật là khi mà các bạn đang buồn, đang chán hoặc là người trong nhà của mình đang chán thì các bạn nhớ nâng đỡ họ nói rằng Chúa yêu mình, Chúa khích lệ mình, Chúa nâng đỡ mình. Ngay cả mình nằm liệt giường, Chúa là người dọn giường cho mình. Ý nói như vậy có nghĩa là Chúa chăm sóc mình, khích lệ người ta. Rồi Đức Chúa Hô Va ơi, xin hãy thương xót con, hãy nâng đỡ con à, trong Thi Thiên 40 câu 10. Rồi Chúa ơi, vì sự thanh liêm của con, xin Chúa nâng đỡ con, lập cho con đứng vững trước mặt Chúa đời đời. Thi Thiên đoạn 41 câu 12. Rồi à, câu Thi Thiên 51 nữa là xin Chúa dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ con chúa luôn luôn có là đức thánh linh, thần linh đây là đức thánh linh sẵn lòng nâng đỡ con, chúa đang ở trong lòng chúng ta và chúa sẵn lòng nâng đỡ chúng ta khi chúng ta tìm cầu ngài. Rồi Thi thiên 54, Đức Giê-hô-va là sự tiếp trợ của con, Ngài là đấng nâng đỡ linh hồn con. Các bạn thấy không biết bao nhiêu câu để nói lên lời khích lệ. Rồi câu Thi thiên 55 câu 22, hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va vì Ngài sẽ nâng đỡ con, Ngài sẽ chẳng hề làm cho người công bình bị rúng động đó một lần nữa người công bình tức là chúng ta đổi lại một chút ngài chẳng hề làm cho người đặt lòng tin nơi Chúa bị rúng động cảm ơn Chúa vô cùng phải không các bạn Chúa nhắc nhở chúng ta Chúa biết chúng ta dễ ngã lòng dễ um, kém chịu đựng rất là cái sự chịu đựng của chúng ta về tình cảm sự xúc cảm của chúng ta rất là nhạy buồn nhạy nản lòng nhạy giận nhảy chán nản, nhảy mất lòng tin. Đó cái sự xúc cảm của chúng ta rất là yếu chịu đựng và Chúa biết như vậy cho nên Chúa khích lệ chúng ta, Chúa nâng đỡ chúng ta thì các bạn đã kinh nghiệm điều đó thì nhớ rằng những bạn dưới chúng ta nhất là những bạn mới vào đó thì họ yếu siêu về thể xác, tinh thần, tình cảm, tâm linh là gần như không có luôn, cho nên họ rất là cần sự nâng đỡ của các bạn. Các bạn nhớ không? Lời khích lệ một nhà văn uh, Mỹ nổi tiếng là John McTwin á, ông nói rằng sự khích lệ một lời khích lệ nuôi tôi hai tháng. Bạn thấy một một nhà văn mà còn nói là một lời nâng đỡ một lời khích lệ có thể nuôi ông hai tháng, nuôi cái sự hy vọng. Thành ra các bạn chúng ta cũng cần sự khích lệ lẫn nhau. Cho nên trong kinh thánh rất là nhiều lần là hãy khuyên bảo nhau khích lệ lẫn nhau. nâng đỡ lẫn nhau thì cái lời khích lệ không kể là chỉ là các bạn dùng cho những người ở dưới lòng của các bạn ở dưới sự giúp đỡ các bạn mà các bạn là những người leader cũng nâng đỡ nhau nhà trưởng khích lệ nhà nhà phó nhà phó thấy bạn nhà trưởng bị stress quá thì các bạn cũng nâng đỡ dùng lời khích lệ lẫn nhau chứ không phải chúng ta chỉ nâng đỡ những người mới vào mà thôi chúng ta cũng cần sự khích lệ phải không các bạn cho nên đừng có tiếc một lời nâng đỡ nhau một lời đó như là viên thuốc bổ chữa lành làm bồi bổ tâm linh của chúng ta cô mong rằng bắt đầu tối nay các bạn ghi nhớ chồng nói lời nâng đỡ khích lệ vợ vợ cũng luôn luôn nói những lời yêu thương nâng đỡ công việc của chồng đừng có quên khích lệ nhau là điều ban cho nhau những cái viên thuốc à, bổ rất là hữu ích à, một ai nói một lời khích lệ tự nhiên mình cũng thấy vui phải không mình thấy được ấm lòng thì nếu mình cần điều đó thì người kia cũng cần như vậy thì hãy cho nhau những lời nâng đỡ khích lệ như Chúa luôn luôn khích lệ chúng ta à, câu thi thiên 28 à, 89 câu 21 tay ta sẽ nâng đỡ con cánh tay ta sẽ làm cho con được mạnh mẽ Chúa hứa là Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta và cánh tay của Chúa sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ chúng ta làm được mọi sự nhờ đấng ban sức cho chúng ta để các bạn tin cậy nghĩa là đức tin đức tin vẫn là đầu tiên nếu chúng ta đặt trọn lòng tin thì chúng ta đọc lời Chúa chúng ta được khích lệ chúng ta tin nơi lời hứa của Chúa nãy giờ cô đọc nãy giờ mấy chục câu bây giờ còn biết bao nhiêu câu nữa nói rằng Chúa nâng đỡ con khi chân con trơn trợt ôi hỏi Đức Sư Hô Va khi con nói chân con bị trợt thì chính sự nhân từ của Ngài đã nâng đỡ con. Thi Thiên 91 câu 18. Rồi Thi Thiên 113 câu 7. Ngài nâng đỡ những người khốn cùng lên khỏi bụi tro Cất người thiếu thốn ra khỏi đống phân. Các bạn thấy không? Nghĩa là tận cùng rồi không còn chỗ nào nữa hết. Thì Chúa đến mà nâng đỡ cái, cái người khốn cùng như vậy. Và thi thiên 119 xin chúa nâng đỡ con tùy lời của chúa hầu cho con được sống chứ để con bị hổ thẹn về sự trông cậy của con chúa nâng đỡ và lời của chúa làm cho chúng ta được sống lại một trong câu kinh thánh trong thi thiên mà cô có nhắc các bạn là nên về đọc thi thiên 119 vì chỉ là đó là cái đoạn dài nhất mà chỉ nói về cái phước hạnh của lời chúa như thế nào thì đây nó nói là ngày nâng đỡ người uh, chúa chúa dùng lời của chúa nâng đỡ con để cho con có thể được sống lại trong niềm hy vọng à, rạng ngời các bạn thấy không thành ra xin chúa à, cho các bạn mỗi ngày cầu nguyện cái gì đừng bao giờ quên cái lời cầu nguyện xin chúa nâng đỡ con xin chúa khích lệ con và cho con có cái tấm lòng để con có lời để con cũng khích lệ anh em con tôi nghĩ đây là cái lời mà các bạn thường xuyên cầu xin còn hơn là bất cứ một cái một cái món quà quý báu nào, tại vì lời khích lệ nâng đỡ chúng ta khi chúng ta ngã lòng, thì các bạn dưới của các bạn các bạn đang mà được các bạn chăm sóc lại càng cần sự khích lệ là giường nào, bởi vì họ yếu đức tin hơn, họ còn mong lung hơn, họ chưa gặp Chúa, chưa biết Chúa gì nhiều, thì mình càng phải nâng đỡ họ rất là nhiều hơn ha các bạn, à, vân vân, à, còn rất là nhiều nữa các bạn tìm giờ mà à, mở trong cái à, việc Christian đó, các bạn chỉ cần đánh chữ nâng đỡ thì nó sẽ ra muôn câu kinh thánh từ sáng thế ký đến khải huyền cái chữ nâng đỡ tha hồ mà đọc ha cô chỉ đọc cho các bạn thấy là cái nguyên tắc thứ bảy rất là cần cô nhắc lại một lần nữa nha tất cả chúng ta đều cần lời khích lệ như vậy thì vợ chồng hãy nói lời khích lệ nhau khen ngợi nhau một chút à, ví dụ như là làm gì đó chút xíu cho mình thì mình nói à, cảm ơn anh cảm ơn em đã làm điều này cho anh À, làm anh cảm thấy rất được khích lệ nó mình nói như vậy hay là người người phối ngẫu của mình đang làm cái gì nó không có được thành công thì mình cũng khích lệ liền không sao đâu anh à, không sao đâu em à, thất bại thì ta làm lại nó có sao gì đâu phải không đó mình cười nói không có gì đâu rồi mình khích lệ người ta với nụ cười một cái ấp cái này, làm nữa rồi làm gì cũng không xong à, mình người ta đã thất bại rồi cái mình sáng cho một câu nữa là mình đạp người ta xuống luôn phải không thành ra cái lời khích lệ là điều quan trọng nhất những người đang yêu nhau sắp sửa cưới nhau lại lời cần lợi khích lệ những người đã cưới nhau rồi lại cần có lời khích lệ nhiều hơn và chúng ta luôn luôn cần lời kích lệ các bạn nhớ cô nói nha rồi bây giờ đến cái um, cái nguyên tắc thứ 8 người ta thường muốn thành công hãy giúp đỡ họ thắng lợi ai cũng muốn thành công các bạn thấy không Ai cũng muốn uh, thành công hết mà không phải ai cũng thành công mọi chuyện có những chuyện chúng ta phải trầy vi tróc vẫy thất bại nhiều lần lắm thất bại là mẹ thành công mà phải không thành ra khi mà người ta có thất bại điều gì đó thì hãy khích lệ người ta như chúng ta đương học trong cái nguyên tắc thứ bảy và ai cũng muốn thành công thì cái giúp cho các bạn có cái sự khôn ngoan để làm cho người ta cảm thấy thành công là đừng đưa cho người ta một cái bài quá khó một cái công việc quá sức mà hãy đưa cho người ta cái việc vừa sức người ta trước rồi người ta làm được cái mình khen, mình nói là làm đó chứ làm được, kích lệ. Rồi cái mình mới đưa cho người ta cái việc lớn hơn chút xíu. Các bạn thấy không? Đừng đưa cho người ta cái việc quá sức người ta rồi người ta thất bại. Rồi người ta không muốn làm nữa. Thành ra người leader phải biết tùy theo cái mức độ, trình độ, khả năng của từng người trong nhà của chúng ta. Mà chúng ta giao việc cho nó đúng. Phải không? Giao việc nhỏ mà mình lại khích lệ cao khích lệ họ thì họ được phấn chấn rồi từ từ mình mới đưa cho họ cái việc khó hơn chút xíu ha chứ đừng có giao cái việc uh, khó quá họ làm thất bại rồi họ mất tự tin họ không muốn làm nữa thì đó là cũng do lỗi của mình đó tại mình giao việc không có đúng không có đúng việc cho nên ở đây là ai cũng muốn được thành công các bạn thấy không ví dụ như là một người nấu bếp đi thì mới vô mà học liền cái món bún bò huế là không được rồi tại muốn bún bò huế là khó lắm Đúng không nấu ai cũng nấu được mà nấu ăn được hay không là chuyện khác nấu ngon được là chuyện khác thế mình phải dạy cho người ta cái chuyện đơn giản nhất là chuyện nấu cơm ví dụ như vậy à, vo gạo cho sạch xong rồi xong mình chế nước là chế nước bao nhiêu cứ đưa một cái ngón tay giữa vào một thì phân nửa lóng tay là nước vừa đủ ví dụ như vậy thì chỉ cho người ta À, ai giờ cũng có nồi cơm điện hết vo gạo xong rồi cái bạn chắc nước ra xong rồi ba hai ba lần gì đó rồi giờ bạn chế nước sạch vô bạn không biết bao nhiêu nước là đủ ít quá thì nó sẽ sống mà nhạt nhiều quá thành cháo lỏng không được cho nên cơm ngon nhất là cơm vừa mà biết làm sao là cơm vừa thì mình nói một cái một nói cái trung bình mà mình học từ đời nào là cứ chế nước vô rồi Thọt cái ngón 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 giữa đó vào mà nó ở phân nửa của cái ngón giữa cái lóng giữa đó mà nước mà nó lên tới hơn nó phân nửa là nước vừa đó và mình sẽ coi lại cái tùy gạo nếu mà gạo mới thì phải ít hơn nước chút xíu còn gạo cũ thì phải nhiều hơn nước chút xíu thí dụ vậy đó thì mình chỉ cho người ta à, cách nấu cơm rồi à, nấu được lần đó nó hơi nhão thì nói là oh hơi nhão phải không vậy lần là sau mình biết cái gạo này mình rút sướng xíu xíu thí dụ như vậy đó hay là mình kêu người ta làm cái quét cái nhà cái chuyện rất dễ quét là chịu khó móc từ mấy cái cái ở dưới cái chân bàn dưới chân ghế này chứ không phải quẹt quẹt ở trên Nó mình chỉ cho người cách móc như thế nào người ta làm được cái chuyện đó mình nói wow bữa nay bạn quét nhà thiệt là sạch luôn wow, không còn thấy cái cái chuyện chút xíu mà mình khen thì người ta cảm thấy tự tin ồ oh, không có ai mà quét nhà sạch bằng bạn bạn là giao cho bạn là tôi tin tưởng là bạn là bất nhà là số 1 thí dụ như vậy, cái chuyện nhỏ mà mình lại khén vô vào, khích lệ người ta tự tin rồi từ từ thì mới giao cho cái việc tới lao nhà. thí dụ rồi hay là mình mới giao cái chuyện uh, là nấu cơm được rồi bắt đầu tới nấu canh, à, nó dễ hơn. cái canh là canh cải uh, với tép, tôm khô vậy chút xíu vậy thôi, không có có món gì khác hơn. cải xanh với tôm khô thì mình mà chỉ cho người ta làm như thế nào đó thì các bạn thấy không? Uh, còn các bạn nam thì không phải vấn đề nấu ăn thì mình nói cái chuyện khác. Như tập đàn, ví dụ vì việc đầu tiên là mình sẽ chỉ cho người ta là thuộc chơi đàn guitar chẳng hạn thì phải thuộc 6 giây đó là cái gì? À, thuộc 6 giây cái là quên mất tiêu thôi và thuộc 3 giây cuối đi, 3 giây đầu tiên và 3 giây bass đó thuộc đó là cái gì? Rồi thuộc rồi rồi đó, mình học thêm 3 giây sau. Thí dụ như vậy thì mình cứ giúp cho người ta cái chuyện rất nhỏ mà hướng dẫn một cách rất là cụ thể rồi mình làm mẫu phải không đó mình chỉ xong nè rồi mình làm mẫu nè rồi cái mình đứng bên cạnh cho người ta làm để người ta làm trật thì cái mình sửa liền các bạn có thấy chưa rồi sau khi người ta làm được rồi mình đứng bên cạnh người ta làm rồi khen người ta khích lệ người ta đó bạn thấy không tôi nói có một lần mà các bạn đã làm được rồi bạn quá là thông minh rất good cứ thế mà làm đó tôi tin cậy bạn có thể làm được nhiều hơn khen vô vào lên rồi lần sau mình không có ở đó thì người ta vẫn làm được thành ra cái lời khích lệ nuôi tôi hai tháng đừng có đừng có quên cái câu của ông Mặc Thuyên ông nói như vậy đó là lời khích lệ nuôi tôi hai cái một nhà văn nổi tiếng của Mỹ mà nói như vậy. Cho nên đừng có hà tiện ha các bạn. Câu ca dao Việt Nam mình có câu hay lắm ha. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì ai cũng cần lời khích lệ. Có nhiều người là chê à. Có nhiều người có thấy là mở miệng là chê, không có giờ thấy lời khen đâu hết trơn thì cái đó là cái người leader thất bại nhất rồi đó. Leader là mình phải biết khích lệ nhưng mà các bạn nhớ là lời khen cũng phải cho thành thật phải không ta làm dở ẹt mà nó bạn làm tuyệt vời là không được không, đâu có tuyệt vời làm nó chưa được nói, ôi nếu người ta làm hư thì mình vẫn khích lệ bằng cách là ai lớp đầu cũng vậy thất bại là mẹ thành công lần đầu tôi làm cũng lúng túng đó, không sao đâu làm lần thứ hai cái quen liền à các bạn có thấy không từ cái chỗ thất bại người ta mà mình vẫn khích lệ được chứ không phải là giả dối các bạn nhớ nha làm cái gì mà mình làm mà người ta biết liền là mình nói không có thật lòng thì người ta hết tin cậy mình rồi người ta làm thất bại rõ ràng mà mình nói ô bạn làm rất là tuyệt vời mình nói như vậy là là người sao người ta tin mình được thành ra lời khen cũng phải cho thành thật nếu người ta làm thất bại thì mình mình nói liền mình không có khen được phải không mình nói chứ thất bại là mẹ thành công không sao thất bại thì làm lại à, không ai ai chiến thắng mà không từng uh, chiến bại ai nên khôn mà chẳng dạy buộc giờ không? ai cái gì mà... mình khích lệ người ta bằng cái lời như vậy nó rất là chân thật À, nhớ nha đừng có khen dồi dào đừng có khen không thật mà hãy tìm lời ban chúa ban cho mình sự khôn ngoan để mình nói lời khích lệ ngay cả người ta thất bại mình vẫn có thể khích lệ người ta được Đúng không các bạn còn thành công thì cũng đừng để cho người ta tự mãn thành công cũng nói là ừ bạn làm cái này rất là tốt rồi đó nhưng mà bạn thấy không làm được cái này rồi còn nhiều cái chúng ta có thể làm được hơn nữa đó mình thách thức cho người ta để người ta đừng có say ngủ trên chiến thắng các bạn thấy không thành ra ngay cái lúc người ta thành công mình khích lệ nhưng mà dẫn người ta dẫn đến cái điều người ta chưa đạt được để khích lệ người ta lớn lên chứ không phải đưa người ta bạn là nhất trần gian tôi thấy là trong nhà này là bạn là thông minh nhất cái gì bạn là cũng được khen kể lời chết rồi là người ta là say ngủ trên chiến thắng thì chính lời khen của mình làm hại người ta các bạn thấy không ta nói lời khen quan trọng lắm nha rồi bây giờ đến cái uh, nguyên tắc thứ chín là người ta khát khao các mối liên hệ cung ứng cho họ một cộng đồng tình yêu có một chân cậy thì đó là những cái điều mà à, mình cung cấp cho họ một cái cộng đồng an toàn thân thiện chân thật nha các bạn à, bây giờ đến cái số 10 là đây là cái điều quan trọng nhất trong 10 à, trong 10 nguyên tắc thì đối với cô cô nghĩ rằng cái 10 cái nào cũng quan trọng lắm thì mới mới để vào 10 nguyên tắc phải không chứ còn nếu mà không quan trọng thì ông trên Maxwell cũng không có bỏ vô cái 10 cái 10 cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải cung cấp cho những người của chúng ta dưới đây thì các bạn nhớ là nhưng mà trong nãy giờ mình nói 10 đó thì cái số 10 là cái quan trọng nhất. Nếu số 10 bị thất bại thì chính cái kia không thuyết phục được những người ở trong gia đình của mình đâu. Cái 10 là cái gì mà quan trọng? Người ta thường tìm một mẫu mực để noi theo hãy làm gương sáng. Đó, thành ra các bạn khuyên người ta nói các bạn nói rất là hay mà các bạn làm một nẻo, các bạn làm ngược lại cái điều đó thì làm sao mà người ta tin mình được? Phải không? Làm sao mình làm gương cho người ta được? Thành ra hỏi các bạn rất là yêu dấu đang có mặt trong buổi tối hôm nay là những người leader, là những người tiềm năng sẽ chuẩn bị để trở thành những người leader thì các bạn nhớ rằng làm gương là cái điều tối quan trọng ngay cả cha mẹ thì nhà giáo dục của mỹ nổi tiếng nhất người ta nói rằng ba cách tốt nhất để dạy con là làm gương cho con làm gương cho con làm gương cho con à, các bạn thấy không mình chỉ làm như cha mẹ nói nhau một lời dịu dàng vợ nói với chồng lúc nào cũng dạ thì đứa nhỏ lớn lên nó thấy mẹ dạ với ba thì nó dạ với ba nó rất là dễ dàng còn còn mình dạy nó phải dạ mà mẹ thì nói sẵn sớm với ông chồng nói nạt nộ ông chồng thì sao mà dạy con được thấy không thành ra mẹ phải làm gương nói nhỏ nhẹ kính vợ thì phải kính chồng ngay cả mình giận đi nữa thì mình cũng nói ôn tồn còn nếu mình giận quá mình không thể nói được lời ngọt ngào thì mình đừng nói gì hết các bạn nhớ nha như cô nói các bạn những lúc mà ông chồng cũng, cũng làm cái gì làm cho mình giận quá mình không thể nói lời ngọt ngào được thì hãy nhớ lời, một câu trong tiếng Anh rất là hay là If you cannot say anything nice, don't say anything. Nghĩa là khi chúng ta không thể nói được lời tốt đẹp, thì đừng nói gì hết. Đừng có nói một lời rủa xả từ miệng mình. Đó là kinh thánh dạy. Cho nên nó là cái sự làm gương của mình từ trong cách nói, từ trong giọng nói, từ trong à, à, lời nói, nội dung nói, thì chúng ta phải cẩn trọng làm gương trong lời nói rồi làm gương trong việc làm. Thì trong 10 nguyên tắc cái mà lại à, gọi là khẩu phục, tâm phục làm cho người khác tin cậy nơi mình, quý mến mình, muốn bắt chước giống như mình. Thấy là cái người đó sao mà điềm tĩnh hay quá, cái một người bạn mới vô nói những lời hỗn hào nói một lời bất cần không nghe lời mà người leader vẫn rất là điềm tĩnh không nổi khùng lên không nổi giận lên mà là vẫn yêu thương dịu dàng nhẫn nhục thì chính thái độ của bạn là một cái tấm gương sáng vô cùng để cái người à, trong nhà thì ít nhất cũng có 10 người phải không 15 người thì tự nhiên có một người mới vô nổi chướng hoặc là nói hỗn hào với mình, không nghe lời mình, à, coi thường mình, nói những lời tổn thương mình thì các bạn không có nổi xung thiên lên liền nổi giận lên giận mất khôn mà mình vẫn yên lặng mình vẫn nở nụ cười mình vẫn điềm tĩnh thì cái thái độ đó chính các bạn đã làm gương cho 90 bạn khác thấy được chứ không phải làm gương cho cái người đang hỗn sực với mình à, thì các bạn thấy không nhất cử nhất động người leader các bạn làm ảnh hưởng thái độ của bạn lời nói các bạn tư cách các bạn việc làm của các bạn là nó ảnh hưởng muôn ngàn phần hơn Là khi các bạn ngồi đó tâm tình với người ta tại vì cách sống của chúng ta Nói nhiều hơn lời nói của chúng ta à, Tiếng Anh có một câu rất là hay Mà tôi biết là các bạn cũng đang học tiếng Anh đó Thì nói là Action speak louder than word Các bạn nhớ câu đó rất là hay Action là hành động Hành động thì nói lớn hơn là lời nói Action speak louder than word Word là cái lời nói Thành ra mình làm thì cái là cái, cái hành động của mình nó sẽ nói hơn muôn ngàn lời mình nói tại mình nói mà mình không làm thì lời nói của mình nó trở thành vô nghĩa thì đó là những cái nguyên tắc rất là cần thiết và rất là à, rất là à, căn bản và quan trọng nhất mà tác giả cho chúng ta biết là để chinh phục lòng của những người mà chúng ta đang lãnh đạo thì chúng ta cần phải à, thực tập hành động 10 cái nguyên tắc này có một nguyên tắc nào mình lỡ thất bại mình chưa làm được thì mình nhờ ơn Chúa tập cho mình có được cái chuyện đó còn cái nào mình làm được rồi thì mình cứ tiếp tục trao dồi thêm nha các bạn à, trước khi cô đi qua cái bài tiếp à, là cái bài 80 20 thì cô muốn hỏi các bạn là các bạn có câu hỏi gì trong 10 nguyên tắc này không à, qua những gì cô vừa nói tối hôm nay thì có điều gì Cô cho vài phút để các bạn có thể nói. Ờ còn một điều này mà em vẫn còn thắc mắc. À, là Nãy cô nói câu này em chưa được rõ lắm. Thì cô dành vài phút. Bạn nào có câu hỏi gì không? Trong 10 điều. À, nguyên tắc. Để chúng ta hiểu lòng. Người mà chúng ta đang lãnh đạo. À, cô mong rằng. Cái quyển tài liệu đó. Đừng có rời xa các bạn. Mà tại vì các bạn nghe nhiều quá. Một lượt thì các bạn không nhớ hết. Thì xem lại, xem lại, xem lại. Để mình xin Chúa vừa xem lại, vừa suy gẫm coi điều này mình có chưa. Nếu mình đã có thì mình nhờ ơn Chúa tiếp tục giữ. Còn cái điều này mình yếu, mình chưa làm được thì nhờ ơn Chúa giúp sức cho mình để mình làm được cái điều đó. Tại vì các bạn đang được Chúa tin dùng một vai trò hết sức là quan trọng để các bạn làm tấm gương bởi tình yêu, bởi sự nâng đỡ, bởi sự hiểu biết, sự tế nhị, sự cảm thông, sự kiên nhẫn của các bạn mà sẽ làm cho các bạn kia trở nên một ngày nào đó trở nên giống như các bạn thì tuyệt vời biết bao nhiêu trở nên giống như mình đó là ao ước cũng trở thành một người leader thành ra các bạn nhớ ngay từ đầu mình học cái bài leader này là người lãnh đạo giỏi là người đào tạo ra những người lãnh đạo khác mà các bạn nhìn lại đi cô không biết là ở đây À, một sư phương đã đưa cho các bạn lên à, làm lãnh đạo được bao lâu rồi? Có người thì mới, có người thì lâu rồi. thì bây giờ đây là một bài toán, một bài thử nghiệm cho các bạn nha. các bạn không cần trả lời cho cô đâu, nhưng mà tự các bạn trả lời là tôi đã được đứng trong cương vị lãnh đạo này một năm, hai năm, sáu tháng gì đó và tôi có đào tạo được một người nào để trở thành tiềm năng là một người lãnh đạo chưa? hoặc là tôi đã ở đây 10 năm, 5 năm gì đó và qua cái à, sự lãnh đạo của tôi mà rất nhiều ngày làm là hỏng. Thí dụ như vậy. Thành ra các bạn phải phải có cái sự tinh tế để biết giao việc đúng người, đúng đúng việc. Còn mình giao à, một người mình tin cậy mà mình giao cái chuyện là điểm yếu của người ta một người rất giỏi trong nhà bếp mà mình giao cho người đó đi ra tiếp khách mà người đó là cái người rất là mắc cỡ ít lời ít nói biểu đi ra tiếp khách thì là trật rồi trong khi một cái người rất là giỏi về tiếp khách, à, quạt bát, vui vẻ, à, được cái mạnh đó mà mình đẩy người ta đi vô nhà bếp, mà người ta lại không có giỏi gì về bếp thì mình là người leader không có gì, không có good rồi, tại vì mình giao không có đúng việc đúng người, mình phải biết điểm mạnh của ai có cái gì, mình giao đúng cái việc đó thì người ta sẽ thành công và người ta sẽ vui và mình cũng được việc. Thành ra họ là có ba bốn bạn hỏi cô là cô ơi à, em không có an tâm khi giao việc cho người khác thì sợ họ làm không được chuyện thì mình phải xét lại cái điều đó trước khi mà mình giao mình dẫn người ta đi mình làm trước cho người ta thấy đó rồi mình giải thích cho người ta từng một hai ba làm bước bước một là gì bước hai là gì bước ba sau khi mình làm mẫu rồi mình chỉ cho người ta nguyên tắc rồi sau đó mình đứng bên cạnh để cho người ta làm với sự giám sát của mình các bạn thấy không đến khi người ta làm được ba bốn lần rồi thì mình tin cậy mình mới giao cho người ta làm luôn chứ thành ra các bạn sợ người ta làm cũng được rồi các bạn không dám giao thì cũng không được mình đâu có thể làm hết được các bạn thấy không nhưng mà cái nguyên tắc giao như vậy thì nó sẽ thành công nha đó là câu cô, trả lời cho ba bốn bạn hỏi vấn đề này đó bây giờ không ai trả lời không ai có câu hỏi gì trong 10 nguyên tắc này hả có ai có người hỏi câu gì không cô buồn có chừng lắm như cô đang bị đập thoại vậy nè yeah, các bạn thắc mắc gì cứ hỏi tự nhiên đi lúc cần cần hỏi nè là các bạn đang ngồi đây mà tâm trí để đâu đâu có nhiều khi ngồi đây mà đầu óc đang à, nghĩ đâu đâu thành ra cô hỏi cái không biết hỏi gì à... dạ thưa cô em chỉ là người học dự tính em có được hỏi được không cô được chứ được chứ dạ em là phụng là gia đình nó C bảy á cô rồi phụng trả lời dạ, em, em là học viên đến C bảy là được thầy thức là người dẫn dắt về phần học linh của em ừ em gắt mến người học viên này người đó rất là có tấm lòng nhưng mà ừ. họ chưa có tin chúa ừ. nhưng mà khi mà nói về lời chúa thì có những cái hành động không có tốt lắm ừ. nên là em muốn hỏi qua cái bài học này để cô giúp đỡ cho em để em ừ. muốn được người anh em nó được cứu được giải thoát ra cái sự mà chối buộc sự lừa dối với cô ừ. Dạ Em có bấy nhiêu lời đó, xin cô giúp đỡ em. Rồi, cảm ơn Phụng. À, cái à, cái sự nói về lời Chúa à, không phải là dễ dàng nói cái tin liền đâu Phụng. À, mà có những người người ta, cái cái quá khứ của người ta là không có niềm tin. À, bây giờ mình nói Chúa là cái chuyện nó quá mông lung, à, thì đòi hỏi có thời gian thì cách tốt nhất theo cô nói theo kinh nghiệm của cô đó bạn nào có kinh nghiệm thì các bạn cũng góp phần trả lời dùm cho cho phụng nha câu hỏi rất là hay và nó cũng rất là thực tế thì cách tốt nhất là đừng có nói về chúa đừng có nói chúa là tạo dựng muôn loài rồi chúa uh, sai con một ngày xuống thế gian tội lỗi những cái đó họ quá xa vời và trừu tượng cái đó mình nói xa mặc dù cái đó là quan trọng nhất nhưng mà hãy nói cho họ về những kết quả của những đời sống được biến đổi à, thì cái đó là cái mình nên nói thì họ dễ nghe nè à, phụng nói thì như là bạn thấy không à, hồi xưa đó à, tôi là như thế này nè à, rồi bây giờ khi tôi đến đây bây giờ hồi xưa tánh tôi không có bao giờ gọi là kiên nhẫn là không có đâu nóng như lửa đụng cái là phan liền à, tôi không có một lời nào ngọt ngào với ai và tôi cũng không tin cậy ai hết nhưng mà khi tôi ở trong Chúa, tôi biết Chúa rồi thì Chúa là người đổi của tôi ta nói là à, đánh chết cái nết không chừa, non sông dễ đổi bản tính khó dời. Đó à, mình đã nói như vậy cho nên nhưng mà tôi là cái người như vậy đó. Nhưng mà bây giờ tôi khé hẳn tôi về thăm nhà ba má cũng nhìn thấy là bây giờ con quá khác luôn, không có phải như vậy. Hồi xưa là cộc cằn nóng nảy bây giờ lại ngọt ngào quan tâm ân cần chăm sóc. Thì bạn hãy phụng hãy bắt đầu bằng những cái người thật việc thật những bài làm chứng à, để cho họ thấy Chúa qua Chúa sống động bằng sự biến đổi của con người trong nhà của các bạn trong những người trong gia đình khác gì đó thì cho họ cứ kể, kể chuyện cho họ hết chuyện này tới chuyện kia kể chuyện này tới chuyện kia và từ từ họ sẽ nhìn thấy cái điều đó và họ sẽ học về biết về Chúa còn nếu mà phụng vội vàng mà cố gắng nóng nảy muốn nói về Chúa để họ tin Chúa liền á thì cái đó không được cái đó là khi thánh linh à, bởi vì có câu kinh thánh nói rằng nếu không bởi đức thánh linh thì không ai có thể biết cứu Chúa Giêsu các bạn nghe lại nha nếu không bởi đức thánh linh soi sáng thì không ai biết Chúa Giêsu không ai nhận biết về cứu Chúa hết cho nên mình nói cho một người tin Chúa không phải là chuyện mình nóng nảy mà được. Có những người vừa nói cái họ tin liền nhưng mà có người phải lâu có những người như là cô cô có một người bạn đó, cổ tin Chúa xong rồi cổ thương ba mẹ muốn nói về uh, Chúa cho ba mẹ mà cổ dùng mọi cách đời sống cổ biên đổi cái gì cổ nói đủ chuyện hết ba mẹ cũng không có gãi nhưng mà cũng không tin. Mà cổ trì trí của cầu nguyện thiết tha và 20 năm sau thì ba mẹ mới tin các bạn có thấy không có, có có những người không phải mình nói cái tin liền nhưng mà mình cứ kiên nhẫn và thời điểm cái người đã tin Chúa là do Chúa định Chúa chọn và Chúa biết còn mình thì mình làm hết sức mình thứ nhất là mình làm gương mình bày tỏ những cái mỹ đức của Chúa qua đời sống của mình rồi mình mới uh, rồi mình chỉ cho người ta những cái story những câu chuyện những cái bài làm chứng của người này người kia người này người kia ở trong trung tâm của các bạn thì mỗi người là một bài làm chứng quá tuyệt vời thì các bạn cứ kể cho các bạn nó nghe đừng có nói đừng có ép các bạn đó về chúa gì hết nhớ nha đừng có hối thúc nếu như khi mình càng hối thúc là người ta càng càng sợ khi người ta chưa có ready người ta chưa có sẵn sàng thành ra đó là cái điều mà cô nói chuyện với với phụng nhưng mà cô cũng đề nghị luôn với các bạn khác đó là những người mới vô người ta tin chúa à, người ta chưa tin Chúa gì hết, người ta chưa biết Chúa gì hết gì, thì đừng có nóng vội mà tin Chúa đi, tin Chúa đi, tin Chúa đi thì được biến đổi, đừng có hối, trái non không có hái được cái trái nó phải đủ lớn đủ già thì nó mới hườm hườm rồi nó mới chín được thì con người của chúng ta cái lòng chuẩn bị đến với Chúa cũng vậy thì chúng ta hãy làm gương và qua cuộc sống biến đổi của chúng ta bạn đó sẽ từ từ và thấy mà mình cứ từ từ mình nói mình cứ tiếp tục nói mà nói bằng cách kể chuyện tôi trước là như thế nào anh ấy trước là như thế nào bạn ấy trước là như thế nào hoặc là mình nói xong rồi mình nói với một người khác à, cũng ở trong Chúa đã tin nhận Chúa trong nhà Chúa đã biến đổi rồi đó mình nói một chuyện rồi mình kêu cái người kia lại nói với cái người này một câu chuyện của người khác để cho cái người đó không phải nghe một mình mình mà nghe từ nhiều người ở trong nhà mà đã được biến đổi ví dụ như là nhà trưởng nhà phó những người tiềm năng những người vững vàng trong Chúa thì thay phiên nhau mà nói cho người đó về những cái câu chuyện thật của đời mình thế nào Chúa đã biến đổi khi gặp Chúa gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình các bạn biết hát bài đó rất là cảm động gặp gỡ chúa hay là biến đổi hết mọi điều tâm hồn nay được trắng trong khi Jesus ngự vào cõi lòng mình không có hát bài đó hay là mình đẩy các bạn được mà mình chứng minh cho các bạn kia thấy là khi gặp gỡ chúa Jesus là từ tối thành sáng từ bệnh thành lành bệnh từ, từ vô vọng trở thành hy vọng từ ích kỷ trở thành vị tha đó những cái bằng chứng sống động bằng những cuộc đời chung quanh của chúng ta rồi một mặt thì mình thăm cầu nguyện cho người đó hoặc là mình cầu nguyện với người đó mình không có cầu nguyện là chúa ơi cho người này biết chúa đi Nên là xin chúa cho người đó nhìn thấy được chân lý nhìn thấy được sự thật qua bằng chứng sống động như vậy để họ suy nghĩ đó mình cầu nguyện nhẹ nhàng như vậy chứ mình không có cầu nguyện chúa cho người này tin chúa đi chúa ơi mình đừng có nói như vậy làm cho người ta thấy người ta bị áp lực đó là cái suy nghĩ uh, của cô và cô nghĩ câu hỏi này rất là hay và bạn nào cũng có kinh nghiệm à, sẵn đây thì à, có thể cô mời một vài người là trưởng nhà à, để mà các bạn có thể chia sẻ để mà có thể giúp đỡ cho phụng điều này không phụng rất là tốt phụng đang là tiềm năng và cũng có cái lòng sốt sắng muốn nói về chúa cho một bạn tại vì trong nhà anh leader ảnh có giao cho mình một người để mình chăm sóc đây là một điều rất là tuyệt vời à, nãy phụng nói phụng ở nhà mấy cô quên rồi thì đã, cái... thưa cô em ở nhà Nishi 7 bảy à, do thầy à, thức và thầy dẫn dắt thuật linh của em và em cũng cảm ơn cô đã có những lời dạy dỗ và hướng dẫn để em biết rõ để cho mình trò chuyện với một người chưa biết về Chúa qua ừ. bài học này rất là có đúng ích đúng đúng cho rồi. em cảm ơn cô ạ à. không có gì đâu à. bọn có rất là vui khi em đặt câu hỏi như vậy ha và sẵn đây cô cũng nhắc nhở các bạn khác luôn không có ép ha mình cứ từ từ mà cái cái quan trọng nhất là mình bày tỏ cái bông trái cái sự thay đổi của một người có chúa thì cái lời đó làm chứng muôn ngàn hơn là đem một câu câu kinh thánh 10 câu kinh thánh mà mình mình phát vô đầu của người ta người ta đâu có biết kinh thánh người ta cũng đâu có tin chúa kinh thánh là cái gì xa lạ lắm nhưng hãy cho người ta được thuyết phục bởi cái bài làm chứng sống động của đời sống thật những người mà chung quanh họ, là cái đó là cô thấy là cái tốt nhất. À, cô hỏi cô hỏi thầy Bình nè, Bình có đây không? không thấy trả lời. anh à, cô hỏi Minh Pha nè, à, Minh Pha có thể chia sẻ một cách ngắn gọn là trong cái câu hỏi của Phụng đó là cách nào trong kinh nghiệm của em đã à, đã bày tỏ Chúa À, cho người đó và người đó tin Chúa Là em sẽ dùng cái cách nào Trong kinh nghiệm của em Dạ Với con thì Đối với một cái người học viên Anh em như vậy thì Con sẽ không nói lời Chúa nhiều Với người em đó ừ. Con chỉ nói những cái việc làm Và những hành động Như là những người đi trước Và những người Đặc biệt là những người Mà đang sống chung với người anh em đó Và thấy đời sống trước kia như thế nào Thì nó hiện tại như thế nào rồi ở trung tâm thì chắc chắn nó sẽ có những cái mâu thuẫn thì giữa cái sự bất động thì mình sẽ đưa ra những cái đó là những cái ví dụ ví dụ là ngày xưa thì anh em không thể nào mà nhịn nhục được nhưng mà ngày hôm nay vì tình yêu thương của Chúa mà thay đổi ra anh em có sự nhịn nhục rồi thay đổi được anh em rồi biết yêu thương hơn rồi biết giúp đỡ những người anh em đó nhiều hơn Dạ theo con là như vậy con rồi cảm ơn pha bây giờ cô hỏi duy thanh nè dạ, em em xin trả lời cái câu này rồi rồi à. mọi, rồi nhờ dạ. bình trả lời đi và dạ, theo kinh nghe của nó, em. dạ trong cái kinh nghiệm của em á thì thường thường cái người mới họ họ chưa có sẵn lòng nghe đâu nhưng mà em sẽ chờ đợi em sẽ chờ đợi để coi em tìm thấy khi mà em thấy được cái nhu cầu của họ thì đến lúc đó em sẽ dễ chia sẻ về Chúa hơn cho họ em phải tìm được cái 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 nhu cầu của người ta cái dạ, cái nhu cầu nào mà họ đang đối diện và tự bản thân ừ. Ừ. họ không thể giải quyết được thì đến Đúng lúc rồi. đó em nói về Chúa thì nó, nó sẽ có một cái sự đánh động họ hơn khi mình nói về Chúa rồi mình dẫn chứng qua chính cái đời sống của mình nữa họ vừa thấy họ vừa nghe thì cái điều đó nó, nó dễ thuyết phục hơn luôn. rồi cảm ơn Bình nãy mình nói rồi đó không là nhu cầu của người mới thì người ta chỉ ăn người ta ngủ à, người ta cần có niềm tin có cái đám này nó nói vậy chứ còn có nó có thương mình thiệt không thì đó mình hãy nói như như bình đó là tìm hiểu cái nhu cầu của họ, ha phụng ha phụng nghe không là đừng có nói về chúa liền hãy tìm xem cái nhu cầu của họ mình quan tâm đến nhu cầu của họ mình đáp ứng nhu cầu của họ à, thì họ cần lòng tin thì mình sẽ gây dựng lòng tin họ cần ăn ngủ thì mình cho họ cảm thông họ cần có người trò chuyện thì mình đáp ứng đó mình tìm cái nhu cầu của mỗi người mỗi nhiều người thì khác nhau thì mình tìm đúng gãy đúng chỗ ngứa đó nhu cầu đó mình đáp ứng nhu cầu của họ để tạo được cái niềm tin thì lúc đó thì Chúa sẽ cho mình sự khôn ngoan để lúc nào là mình nói về Chúa hoặc là cái nhu cầu đó thì mình nói nhẹ nhàng qua là Chúa đã cung cấp cho mình thế nào đó. Bây giờ câu hỏi Duy Thanh nè. À. Dạ xin em xin được trả lời là nếu mà có một người mới mà vào mà em sẽ phải tiếp cận thì cái đầu tiên thì em sẽ trò à, chuyện với họ và tìm hiểu tâm lý của họ và rồi những cái nhu cầu chẳng hạn như cái nhu cầu cá nhân những cái vấn đề trong cá nhân của họ tại vì à, tất cả những người mà khi bước chân vào trung tâm ấy thì thường là những người bọn em là hay rơi vào những cái tình trạng mà tổn thương cay đắng à, có nhiều cái thù hận trong cuộc sống chẳng hạn tổn thương cho gia đình do chính mình mình làm lên nhưng mà mình lại cứ đổ tại cho gia đình và bắt đầu mình uh, tìm những cái câu chuyện mà mình nói rồi mình sẽ dẫn những cái câu chuyện mình dẫn chứng những cái câu chuyện mà uh, những cái, cái cuộc đời tại sao họ biến đổi em tự uh, em thì em hay nói với những anh em của mình thì tự đặt dấu chấm hỏi là tại sao uh, họ lại được như vậy cứ tự đặt dấu chấm hỏi uh, cho mình xem là tại sao họ bỏ à, họ khi họ tin họ nhận được cái gì họ mất cái gì và rồi dần dần thì mình cứ tiếp cận họ à, một cách gần gũi mình bắt đầu mình chia sẻ mình cảm thấy là lúc nào hợp lý thì mình mới nói về Chúa bắt đầu mình sẽ dùng cái lời của Chúa mình tiếp cận mình cũng thách thức họ, họ là thử tìm hiểu về thánh kinh để à, à, tại vì thánh kinh cũng có quyền năng để biến đổi chúng mình không thể bao giờ ép cá nhân của em thì không thể ép một người nào tin Chúa cả, tại vì tất cả là do mình cũng phải cầu nguyện nhờ thánh linh Chúa làm chủ, tại vì cái tin hay không tin là thuộc về Chúa cái điều đó em nói ngắn gọn là như vậy ạ. À, cảm ơn Di Thanh, đi sẵn đây cô cũng muốn biết chút xíu luôn nha, là bây giờ cô hỏi nè, um, Bình bây giờ cô hỏi Bình trước nè trong nhà của em đang có bao nhiêu người hả Bình? Dạ, hiện giờ 25 cô ạ. 25 thì bao nhiêu người đã tin nhận Chúa rồi em? Dạ, cầu nguyện tin nhận thì đã tin nhận hết rồi cô. Nhưng mà thấy cái, cái mà, 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 mà họ tin rồi họ thể hiện đức tin được thì chỉ mới được 1 phần 3 thôi cô. Ừ. thì ừ. À, thì đây là kế hoạch của mình ra sao về hai phần ba kia à, họ là có cầu nguyện đó nhưng mà họ cũng chưa có biết về Chúa gì hết tin là tin vậy thôi chứ chưa có biến đổi gì thì à, là người leader thì em có kế hoạch gì để giúp cho hai phần ba kia à... thì thì đa số ở đây có một cái đặc điểm chung các trung tâm thường thường là học chung với nhau thì mình cứ dựa trên cái nền tảng lời Chúa thưa cô. thì cái điều ừ. đầu tiên á thì là 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 à, mình cho anh em nghe mình giảng cho anh em nghe mình chia sẻ cho anh em nghe và mình hướng anh em phải phải à, cái bước kế tiếp là mình phải thực hành nó cô có nghĩa là đức tin đến bởi người ta nghe khi sự chết của Chúa được trao giảng và đức tin phải có hành động dạ ừ. vâng rồi ừ. cảm ơn à bình bây giờ cô hỏi à, Duy Thanh à Duy Thanh thì nhà em bao nhiêu người Duy Thanh? À. Dạ à, hiện tại nhà con à, khoảng 26 người ạ, 25 wow, người. Đông quá vậy đó hả? Mà khoảng Ở bao nhiêu vậy. người tin Chúa em? Đó là cầu nguyện. À, tiếp nhận Chúa thì à, cả 26 người đã tiếp nhận Chúa. Ừ. Nhưng mà còn tin thì à, theo con nghĩ là tin già à, trên già lửa tại vì ừ. tất cả những anh em khi con ở cùng họ thì con cũng hay ngồi uống nước thì hay hỏi họ một câu là à, trong 6 tháng thì con lại hỏi họ một câu thì bây giờ em đã tin Chúa chưa mà em hỏi con hỏi ai ừ. hỏi kiểu thật lòng lắm thì họ nói có người thì họ nói là tin rồi ừ. có những người mà trong có một trường hợp thì con chăm sóc hơn 5 năm hôm vừa rồi khi mà hỏi có một cuộc trò chơi thì một mình người đó giơ tay lên là không tin Chúa thì con cũng chịu xin Chúa làm ơn trên cuộc đời của họ. Họ học thì họ cũng không bỏ một ngày nào. Đấy là trường hợp của Nguyễn Đồng Vũ Tấn. À, họ đến giờ học thì họ xuống họ học tất cả những cái bộ môn gì họ cũng học. Nhưng mà họ này nói là họ không tin. Ừ. Mình cũng rất khi là sốt sắng chăm sóc, cũng nhờ tất cả mọi người hàng ngày học tập cùng họ chia sẻ cho họ, nhưng mà họ không tin cái chuyện đấy. Ừ. Thật sự là cái tấm lòng của họ rất khi là cứng cỏi mà mình cũng dùng các cái biện pháp để mà mình à, gần gũi, mình tâm sự nhưng mà không tin gì tất cả thuộc về Chúa rồi. Đúng à... rồi, à, cảm ơn Di Thanh à, rất là chân thành bày tỏ như vậy. Các bạn nhớ nha, cái điều mà Chúa đếm ở chúng ta đó, Chúa muốn ở chúng ta là chúng ta làm hết lòng, phải không? Còn cái người đó tin hay không là cái sự đáp ứng của chính họ, mình không có tin dùm cho họ được, mình không có bắt họ tin được phải không niềm tin là tự trong lòng mình làm hết sức của mình mình cầu thai cho họ thành ra ngay cả trong hội thánh cũng có những người gọi là có đạo chứ không có không có niềm tin Ở đi nhà thờ đi theo thói quen là vô đó có những người còn hoạt động trong đó nữa tại vì cái tính thích hoạt động nhưng mà cái lòng mối liên hệ của mình với Chúa khắng khích làm cái gì cũng sợ Chúa làm gì cũng nói chuyện với Chúa cố gắng để muốn trở nên giống Chúa Uh, khao khát muốn biết chúa rõ hơn thì không phải ai cũng có nhưng mình uh, duy thanh nói rất là rõ ràng đó cái gì môn gì học cũng học hết nhưng mà họ họ nói họ không tin là cái cậu đó là còn khẳng khái đó còn có những bạn thì thật sự trong bụng cũng lơ tơ mơ lắm nhưng mà không dám giơ tay lên là tôi không tin uh, họ sợ nói ra thì duy thanh sẽ buồn hay là mọi người khác nhìn họ thành ra cái đức tin là một cái gì chỉ có chúa mới nắm được còn mình phần của mình mình đừng có quá lo dĩ nhiên anh em nào có lòng tin thì mình được phấn khởi mình được khích lệ lắm phải không ạ à? nhưng mà nếu mà bạn nào còn lơ tơ mơ thì mình cũng đừng có buồn tại vì cái có người thì lớn chậm có người thì lớn nhanh à, như là follow nhiều khi cũng than thở nó ôi anh em đang đã, đã làm thầy rồi mà bây giờ vẫn còn uống sữa các bạn thấy không có những người xưa là như vậy rồi thì hậu thánh nào cũng vậy có những người chỉ thích làm con đỏ thôi được mọi người chiều chuộng chứ không có muốn lớn lên không có cái lòng khác cao khá, muốn được chăm sóc người khác đó là cái mỗi người à, khác nhau cho nên chúng ta cứ làm hết sức mình là được rồi phải không à, cảm ơn các bạn đã cho biết một số cái, cái, cái thực tế như vậy để mà nâng đỡ lẫn nhau à, còn có câu hỏi nào nữa không cô nghĩ câu hỏi đó là phụng đã nắm được rồi phải không phụng nghĩa là mình làm hết sức mà mình đừng ép ủ phải không và cái ngay cả tin Chúa rồi đi nữa thì họ lớn lên bao lâu thì cũng tùy theo cái tấm lòng của họ có mềm mại hay không Chúa đã nói trước rồi hạt giống gieo ra là có một hột giống là bốn hột giống gieo ra là có một hột giống được lớn lên thôi một có thì mới có gieo ra là chim trời rớt ra đưa lề đường đó là chim trời nó sớt ăn mất tiêu rồi giống như mọi người nghe nhưng mà ham muốn của đời này ôi tin tào lao tuấn thèm tin là mất đi liền không có nghĩ ngợi gì hết là như chim trời ăn cái hột giống lề đường có hạt giống thì rơi vào cái đất mỏng nghe là tin liền nhưng mà khi hoạn nạn thử thách tới thì cái cây liền khô héo bởi vì niềm tin vội vàng và cũng không có đất sâu để mà chăm rễ đó còn cái thứ ba là rơi vào bụi gai tin thì tin đó nhưng mà sự ham muốn đời này nó làm nghẹt ngòi làm cho cái hạt giống mà rơi trong bụi gai không lớn lên được chỉ có hạt giống thứ tư là rơi nhầm đất tốt thì xanh trong bông trái hai chục lên bốn chục bốn chục lên sáu chục lên chục lên một trăm các bạn có thấy không chú nói trước rồi thành ra ở đâu cũng có những cái có những người trong gia đình của bạn đó thì cũng có bốn hạt giống đó hết á thấy không có người nghe xong ở ờ, nói cái miệng tinh tinh vậy đó nhưng mà thật ra đời sống không có biến đổi gì hết có người thì nói thẳng luôn giống nãy duy thanh nói luôn Ờ tôi không tin à, người đó là cậu khẳng khái lắm á còn cũng có những người giơ tay giơ tay là những cái đẹp lòng mình vậy thôi chứ còn trong bụng họ cũng không biết họ có tin hay không đó họ nghĩ rằng họ tin nhưng mà không có bông trái hoặc là họ là rơi vào trong mảnh đất gai à, nói là tin à, chúa tin lên nhưng mà đầu óc họ còn ma mê đời này muốn đi ra kiếm tiền muốn hưởng thụ muốn gì đó. đó là còn mê đắm đời này cho nên đức tin không có lớn lên được thành ra trong nhà mình có đầy dãy bốn hạt giống đó hết thành ra mình chỉ cứ tiếp tục hết sức giữ mình và làm bằng cái làm gương ân cần cho học nhiều khi họ học một năm không thấy đến, đến cái một đến một cái ngày 101 đó bỗng dưng chúa đụng tới họ thôi mình không biết được nhưng mà cái điều mình không có à, phải là cái người mà nắm quyền để tin hay không hay là mình có quyền làm được chuyện đó hay không các bạn ngay cả chúa cũng không làm điều đó tại vì chúa làm hết sức của mình nhưng mà chúa cho mọi người sự chọn lựa các bạn nhớ nha chứ chúa mình chúa dí súng sợ tiểu liên sau lưng mình cho nói tin không không tin ta bắn cái bùm chú không có dùng như vậy thì niềm tin nó không có không có ý nghĩa gì hết là tự lòng mình cho nên á, chú mời gọi các bạn thấy trong văn đoạn 3 câu 36 không ai tin con thì được sự sống đời đời ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cơn thịnh nộ của đức chúa trời vẫn ở trên người đó ta đặt trước mặt con con đường sống và con đường chết vậy hãy chọn con đường sống để các con được sống chúng ta thấy là các bạn nhớ một điều cô cũng nhắc lại quan trọng là mình làm hết lòng nhưng mà gia đình mình mình nói con nói về chú ba má cũng công tin con nói về chị con đủ thứ chứ nói chúng nghe thường xuyên ở hậu thánh nào ở đâu cũng có kiểu đó nhưng mà các bạn làm hết lòng cứ đổ lòng ra cầu nguyện cho người đó vì người thân của mình người trong gia đình của mình trong gia đình ni si của mình gia đình riêng cũng như gia đình ni si nhưng mà các bạn nhớ tận cùng là mình làm hết sức còn họ chọn con đường rộng hay con đường hẹp con đường rộng khoảng khoát nhiều người đi dẫn đến sự chết con đường hẹp quanh co khúc khuỷu ít người đi nhưng mà dẫn đến sự sống đời đời thành ra các bạn ngay cả chúa cũng không ép ai hết chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để biết chân lý là gì cho nhiều bằng chứng làm hết tất cả những gì nhưng mà sự quyết định chọn lựa thuộc về mỗi người ha, các bạn còn mà như là như lại bình nói là tin chúa hết hay là thanh nói là tin chúa hết trong nhà rồi nhưng mà còn cái mức độ tinh thật lớn lên chậm lớn lên nhanh thì chúng ta cứ hết lòng làm người leader cầu thai cho từng người nhưng mà các bạn nhớ đừng có cảm thấy buồn à, là cảm thấy là tại mình không có ơn các bạn làm hết lòng nhớ là cái quyền cuối cùng vẫn là cái quyền của à, cái người đó họ chọn hay không các bạn thấy không thành ra đừng có quá vội đừng có nản lòng nói hoài không được các bạn hết lòng mà làm là xong phận mình. Dĩ nhiên là cái tâm lý của mình mà mình thấy ai lớn lên thì mình được phích lệ lắm, vui lắm phải không? Ai không được thì mình cũng đừng vì cái đó mình chán nản thôi, không muốn làm nữa. Làm cũng được. Cái điều cái quan trọng là cái phản ứng của mình đó các bạn. Nha. À, bây giờ thì còn có một phút nữa thôi. À, thì hết giờ rồi. Cô muốn giữ đúng giờ để các bạn được đi ngủ. Tuy nhiên thì cái bài nguyên tắc 80-20 thì có... Một số các bạn chỉ có 10 người nộp bài cho cô à, còn đa số các bạn leader, nhà phó không có nộp bài, chắc là các bạn bận quá trong tuần rồi, đi xa đi về quê thăm gia đình đủ chuyện hết, dọn nhà đủ chuyện, cho nên không có sao hết. Các bạn trong tuần này các bạn kiếm giờ làm lại cái bài mà các bạn chưa làm là cái bài tập của tuần 10 nha. Rồi cứ nộp cho cô không hiểu nó ở cái 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 cái, cái nguyên tắc này em không hiểu là có 7 cái nguyên tắc đó 7 nguyên tắc của cái nguyên tắc 80, 20 là cái gì Thì các bạn nói là à, à, Cái nguyên tắc một em hiểu về Nguyên tắc hai em chưa rõ Thì các bạn không hiểu Tại vì không hiểu mình mới học chứ Thì các bạn cứ viết những cái thắc mắc các bạn Nhiều khi các bạn không Cô không có cần cái sự trả lời của các bạn Mà cô cần cái sự thắc mắc của các bạn nhiều hơn Thành ra các bạn cứ hiểu không hiểu gì Hiểu tới đâu viết tới đó Không có ngại ngùng gì hết Cô không hoàn toàn dựa trên Cái lời hay tiếng tốt giữa các bạn hết mà cô rất là cần những điều các bạn uh, nghĩ sao viết vậy để cô dựa cho cái đó mà cô giải thích rõ hơn đó là mục đích của lớp học nha các bạn cô mong là những bạn nào mà chưa có làm đó thì đừng có bỏ uh, có một số bạn thì cô nhìn lại tại mỗi bạn nào mà nộp bài thì cô ghi rất là rõ thì có một số bạn uh, còn nọ tới năm sáu bài luôn nhưng mà cô chỉ nhắc các bạn thôi các bạn để càng lâu thì các bạn lại thấy ngán ngẩm là không cứ nghĩ là trôi qua đi uh, chắc là lâu rồi chắc cổ không nhắc được đừng có vì cô nhắc nhưng mà nếu mà cố gắng làm là làm cho mình học cho mình để mình nắm vững tại vì các bạn học đêm nay đó là qua tới ngày mai là các bạn quên hết 50% rồi tới ngày mốt là các bạn quên hết 85% rồi đó chắc chắn rồi tại vì nhiều điều nó xảy ra trong đời mình mình phải lo nhưng mà ôn là văn ôn võ luyện các bạn có cuốn sách các bạn đọc đi đọc lại thì các bạn sẽ nhớ và nhớ được cái điều gì thì xin Chúa cho mình thực hành ngay chứ không phải là biết trong kiến thức tại vì biết trong kiến thức chỉ sinh ra kiêu ngạo mà thôi các bạn nhớ câu kinh thánh không kiến thức chỉ sinh ra hiểu biết sinh kiêu ngạo chỉ có tình yêu thương là làm được việc lành thành là ra bạn nào mà ô cái này em biết rồi em các bạn có một số bạn làm rất là thông minh làm hiểu bài rất là rõ nhưng cái điều đó chưa đủ vấn đề các bạn hiểu mà các bạn không áp dụng thì nó trở thành mình lại là người kiêu ngạo thì lại là nguy hiểm nữa mà kiêu ngạo là người chưa chống cự phải không xin chúa cho các bạn hiểu được tới đâu điều đầu tiên mà cô tha thiết mong là các bạn hiểu được điều gì thì làm ngay áp dụng ngay làm nó trở thành cái cá tính của mình là thói quen của mình áp dụng liền 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 cho đến khi nó trở thành thói quen của mình thì cái đó là lớp học của mình mới thành công và cái sự học các bạn không trở nên vô ích nha bây giờ mình cầu nguyện rồi cho các bạn đi ngủ à, hôm nay có một sư phương cảm ơn chúa đưa một sư phương về bình an bây giờ mời một sư phương cầu nguyện xin chúa nâng đỡ các bạn dùng lời chúa khích lệ các bạn ai đang có chuyện riêng buồn gì đó thì xin chúa nâng đỡ các bạn an ủi và đáp ứng nhu cầu riêng tại vì các bạn cũng là con người các bạn phải luôn luôn phải trong trong cái cương vị làm gương hết lòng trong mọi sự nhưng mà chính các bạn cũng có nan đề thì xin một sư phương cầu nguyện đặc biệt cho các bạn đang có uh, đi dạ yeah. cảm xin ơn Chúa cảm ơn xin. cảm ơn Chúa cảm ơn cô đã dành thời giờ cho anh em những bài học thật là tuyệt vời à, Em xin phép được cầu nguyện chúng con cảm tạ ơn Chúa một lần nữa về sự tốt lành của Chúa ở trên mỗi đời sống của chúng con Cảm ơn Cha yêu thương Ngài cứu chúng con và chẳng như vậy. Ngài tha thứ cho chúng con và Ngài trang bị huấn luyện để kêu gọi chúng con trở thành những người hầu việc Ngài. Chúng con được trở nên trong một địa vị cao trọng và chúng con biết rằng đó là bởi ân điển và sự thương xót của Ngài và đó là vinh quang của Chúa được bày tỏ trên đời sống của chúng con. Mặc dù chúng con không xứng đáng nhưng mà Chúa ban cho chúng con để rồi chúng con trở thành những người giúp đỡ những người khác. Chúng con trở thành, ôi phải Chúa ơi, uh, hình ảnh của Chúa ở trên đất này. Con cầu nguyện ngay giờ phút này cha ơi Để cho mỗi anh em con đều ý thức được địa vị cao trọng của mình Ý thức được công việc cao quý, quý giá Mà Chúa đặt để ở trên đời sống của chúng con Để rồi chúng con tấn tới ở trong ân điển của Chúa một ngày Chúng con không thỏa lòng Không bằng lòng với những gì mình đã đạt được Những gì mình đã có Nhưng mà chúng con luôn luôn tấn tới Chúng con luôn luôn sống một đời sống ảnh hưởng làm gương và ảnh hưởng đến bầy chiên mà Chúa giao phó cho chúng con Chúng con cầu nguyện để rồi Phải Chúa ơi, chính đời sống của anh em con Được trang bị, được kết quả cho chúa một cách bội phần hơn đó là những cuộc đời được đến với anh em con họ được khích lệ qua đời sống của anh em con họ được chia sẻ họ được tâm tình họ được nâng đỡ họ được yêu thương họ được à, phái chúa ơi, được trang bị để rồi họ trở thành những người à, tin cậy nơi chúa trở thành những người hầu việc chúa qua chức vụ của mỗi anh em con ở tại nơi đây con cầu nguyện để à, thánh linh của chúa giúp đỡ chúng con cả chính mình con nữa để rồi mỗi một ngày chúng con nhờ cậy chúa chúng con sống một đời sống làm gương và chúng con bước đi ở trong ân điển của ngài chúng con cảm ơn chúa ngài sức giàu cho lời nói của anh em con để lời nói đi đôi với việc làm và lời nói của chúng con được ơn trước anh em mình chúng con cảm tạ ơn chúa ngày ban cho anh em con có một tấm lòng mỗi chúng con có một tấm lòng của người cha thiên thượng để rồi chúng con đứng ở trong cái địa vị của sự yêu thương địa vị của À, sự làm hòa như là con của Đức Chúa trời vậy chúng con cảm tạ ơn Chúa chúng con nhớ đến anh em của chúng con có nhiều áp lực cũng có nhiều gánh nặng và thậm chí là chúng con cũng có nhiều sự cám dỗ chúng con phải đối diện với nhiều sự trả giá chúng con phải đối diện với à, phải chúa ơi những cái mối quan hệ à, bị gãy đổ nhiều vấn đề ở trong cái chức vụ này chúng con biết rằng rất là khó khăn phải chúa ơi nhiều thứ hơn những chức vụ khác nhưng mà đây là một chức vụ vinh quang một chức vụ mà đặc biệt không phải ai muốn cũng có thể hầu việc Chúa ở trong chức vụ này. Và Chúa ơi vinh quang càng nhiều thì gian khổ càng lớn. Chúa ơi vinh quang chiến thắng càng lớn thì sự trả giá càng nhiều. Đó là điều tất nhiên. Nhưng mà chúng con tin rằng Chúa ơi Ngài là Đấng đã kêu gọi, thì Ngài sẽ ban sức mới, Ngài sẽ trang bị huấn luyện, Ngài sẽ ở cùng chúng con để rồi chúng con có thể vượt qua được tất cả mọi thử thách, mọi cám dỗ, mọi nan đề trên đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, càng gặp nan đề thì con cầu nguyện Chúa ngài cho mỗi anh chị em chúng con ở tại nơi đây đối đầu với nó đối diện với nó bằng sức của Chúa, bằng sự nhờ cậy Ngài. Thì rồi chúng con sẽ thực sự như là những con chim ưng cất cánh bay cao cho Chúa bằng sức mới của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con. Để đỡ đời, đời sống của chúng con là những đời sống của trưởng thành thực sự ở trong Chúa, không phải là con trẻ trong Ngài nữa. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì môn học này thật là tuyệt vời. Chúng con biết rằng bởi sự thương xót của Chúa mà Ngài trang bị huấn luyện cho chúng con trong cái môn học này. Xin Ngài ban ơn trên giáo sư Ánh Tuyết bội phần. Chúng con biết ơn Chúa vì mặc dù cô bận rất là nhiều công việc sức khỏe cũng không tốt lắm nhưng mà Chúa ơi cô chú đặt để vào lòng của cô sự kêu mang ôi sự cảm động cho công việc chúa ở tại trung tâm nissi và chúng con cũng được khích lệ qua chức vụ hầu việc chúa của cô xin chúa ngài ban phước trên cô ban sức trên cô ban phước trên gia đình của cô được dư dật được dồi dào ở trong đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể chúng còn cảm tạ ơn chúa ngài tiếp tục ban ơn trên cô sức giàu trên từng lời giảng dạy để rồi Chúa còn sử dụng cô ngày nào thì từng lời nói, từng sự giảng dạy của cô đem lại sự gây dựng khích lệ giúp giấy cho nhiều người hầu việc Chúa. Chúng con biết ơn ngài, xin ngài bổ sức lại cho chúng con trong buổi tối ngày hôm nay sau một ngày học hỏi mệt mỏi. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô. À, các anh em phó ai đi xa đi công việc nhiều thì anh em nhớ tranh thủ tuần này làm bài tập gửi cho cô nha có một số anh em phải đi công tác rồi một số quá nhiều việc thì cũng thông cảm nhưng mà à, anh em tranh thủ ha để phải để lịch